Sau 7 tháng theo dõi, đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một kho vũ khí khủng được tàng trữ để mua bán tại xã Tân Đông Hội, huyện Củ Chi. Kho vũ khí này do hai vợ chồng Vũ Thị Điệp và Phạm Thành Long sở hữu. Công an đã thu giữ 2.547 cây đao, kiếm, dao, lưỡi lê, mã tấu các loại, 93 súng bắn đạn bi, hơn 700 súng điện, roi điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, đạn súng bắn điện. Số hàng này được vợ chồng Điệp và Long nhập về và rao bán trên mạng xã hội. Mọi giao dịch đều thực hiện qua mạng xã hội, chuyển khoản xong sẽ nhận được hàng. Mỗi lần giao dịch là một số tài khoản khác nhau. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.